Tammy xin mến chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay mình với con trai mình, hai mẹ con rủ nhau đi chợ. Thường khi mà mình đi chợ thì mình mua trái cây, mua sữa, mua dưa ua. Hôm nay mình đi chợ với con trai mình á, mình mua trái dâu tây. Dâu tây 77 cent một hộp như vậy nè các bạn. Đó, để nguyên một khu luôn ha. Thì mỗi một hộp như vậy là 454 gram, là 1 pound á. Thì một hộp như vậy là 77 cent. Nhiều quá, mình thấy hộp nào cũng ngon quá chừng. Không biết phải lựa hộp nào đây, cầm hộp nào lên cũng thấy ngon hết á. Rồi anh chàng con trai mình mang hộp bánh cinnamon roll này lại nè. Một hộp như vậy chỉ có 1 đồng thôi. Mình lựa, mình lấy 2 hộp dâu. Mà lúc nãy vào chợ là quên không có lấy cái xe đẩy. Cho nên bây giờ mình nói con trai mình á, một tay á, thì ôm cái hộp bánh cinnamon roll, còn một tay thì ôm phụ mình hộp dâu đi. Rồi một tay mình cầm phone nè, một tay mình cầm một hộp dâu nè. Đứng ở quầy tính tiền á, thì anh chàng này muốn mua kẹo, mua xiên gum nè. Bánh cinnamon roll là bánh ngọt, ở trong này có vị quế. Phần màu trắng ở phía trên á, là phần đường á. Hai mẹ con đi chợ. Anh chàng này á, bây giờ lớn rồi. Anh nói là để anh xách phụ cho. Anh không để mommy xách gì hết á. Anh nói có một bịch thôi à, để anh xách cho. Đó, con trai lớn rồi nhờ ghê không. Đi chợ mình khỏi phải xách gì hết á. Ảnh khoe liền hộp xin cơm ảnh mới mua đây. Một hộp này là 2 đồng, là 44.000 đồng tiền Việt Nam. Đây là 2 hộp dâu mình mới mua về nè. Đó, nhìn trái dâu tươi rói ha. Nhìn tươi rói ha. Bây giờ mình mang đi rửa dâu ha. Một hộp nè. Hai hộp nè. Bây giờ rửa dâu rồi mình cho ra cái rổ ha. Bây giờ mình cho ra dĩa ha. Rồi, xếp ra thành một dĩa rồi nè. Nhìn đẹp quá. Bây giờ mình mang ra ngoài bàn ha. Nhìn dĩa dâu đẹp ghê không? Bây giờ mình để ngoài bàn ha. Bây giờ mình ra đằng sau vườn nhà mình để mình hái chanh ha. Để mình làm chanh ớt. Ôi trời ơi, chanh rụng quá chân luôn. Ớt rụng nè. Chanh còn ở trên cây nhiều lắm. Mà mấy hôm nay gió quá cho nên chanh rụng nè. Ôi nhiều quá à. Rụng đầy đằng kia nữa kìa. Trái này thì còn nhỏ xíu ha.
trái chín rồi thì trên cây còn nhiều lắm, mà rụng dưới đất cũng quá trơn. Bây giờ để mình bỏ cái phơn xuống, mình đi gom những trái chanh mà bị rụng ở dưới đất nha. Gom hai tay sẽ lẹ hơn. Cây chanh nhà mình trái thì vẫn còn nhiều lắm nha. Đây ha, mà trái nhỏ nhỏ nè. Đó, trái này cũng nhỏ nhỏ ha. Lớn hơn, ao, bị gai đâm rồi. Rồi, trái lớn lớn hơn một xíu nữa đây ha. Lớn hơn xíu nữa nè ha. Đó, rồi trái này thì lớn hơn nữa nè, giống như trái đằng kia. Đó. Còn những trái vàng nè, trái xanh nè, trái vàng nè, trái xanh nữa nè ha. Đó. Nhiều chanh lắm. Nhà mình chanh nhiều lắm. Nè, trái cỡ như vậy cũng nhiều ha. Trái như vậy thì cũng quá chừng, còn ở trong kia nhiều lắm. Các bạn nghe tiếng chim hót không? Mà các bạn thấy những cái gai không? À, nhìn thấy sợ ha. Ao, mà bị gai đâm nữa rồi. Đó. Trái nhỏ nhỏ nè. Đó. Ở đây mình có chai tương ớt hiệu con gà, gọi là Sriracha Chili Sauce. À, thì bây giờ mình cho một chút xíu vào trong cái chén này ha. Rồi còn đây là chanh mà mình mới cắt ra nè. Bây giờ vắt vào đây luôn ha. Mùi vỏ chanh thơm quá. Rồi đây là chai tương ớt ha, để đây ha. Rồi một chén nữa mình sẽ thử nha. Đây là cái này là muối ớt mà có chanh nữa. Trong này các bạn thấy là vừa có chanh vừa có ớt ha. À, đây là chai muối ớt của Mễ, mình mua ở chợ Mễ. Đó thì bây giờ mình rắc vào đây ha, mình thử luôn nha. Đó, chung với lại dĩa dâu của mình nè. Đây là nguyên một dĩa dâu của mình nè các bạn. À, dâu này á, mình mua là 77 cent một hộp. À, thì mình tính là 75 cent một hộp đi ha. À, thì một hộp á, là khoảng 15 hay 16 ngàn đồng tiền Việt Nam cho một hộp. À, một hộp á, thì có 454 gram. Mà một dĩa đây của mình á, là hai hộp nha. À, hai hộp á, là khoảng 1,5 đồng. À, là khoảng 30 ngàn hay là 32 ngàn đồng tiền Việt Nam. À, thì nguyên một dĩa dâu luôn á. À, hôm nay á, mình muốn ăn thử dâu, mình thí nghiệm mình ăn thử dâu với tương ớt, với lại chanh. Thì như lúc nãy đó. À, để mình quay gần lại các bạn thấy ha. À, mình để như vậy đi ha, các bạn thấy được không? Tương ớt nè, với chanh nè, mình để gần vào xíu ha. À, tương ớt với chanh nè. Mình dốc quá thì mình sợ nó đổ ra. Cho nên đó, các bạn thấy là trong này là mình có chanh với tương ớt ha. Thì ở trong này là mình có chanh nè, với tương ớt. Rồi, bây giờ mình ăn thử ha. Chanh với tương ớt này nha. Mình
khuấy đều lên ha. Khuấy đều cho tương ớt với chanh đều với nhau đã. Rồi, chấm vào một xíu ha. Ăn có vị lạ lạ mà ngon. Trái dâu á ngọt, còn tương ớt với chanh á thì chua chua một chút xíu, cay cay một chút xíu nữa, cho nên vị rất là lạ mà rất ngon nha. Các bạn ăn thử nha. Chua chua, cay cay, ngọt nữa, cho nên ngon quá. Chấm với tương ớt nữa ha, tương ớt với chanh nè, mình khuấy lên cho đều ha. Ngon quá. Rồi, bây giờ mình để chén tương ớt xuống ha. Để đây đi ha. Rồi mình dùng chén này ha. Chén này là hồi nãy ở trong này á, là mình có muối ớt. Muối ớt này là muối ớt của mẻ. Ở trong này á, là vừa có ớt là cay cay rồi ha, mà có chanh nữa. Đó, các bạn thấy hình nè. Nó cái hình á, là vừa có trái ớt, có trái chanh, là vừa chua vừa cay, muối ớt mà vừa chua vừa cay nữa. Thì muối ớt này là muối ớt của mẻ. Đó. Thì đây là chén muối ớt ha, trái dâu ha. Bây giờ mình chấm không biết cay không nữa, cho nên chắc là chấm một chút xíu thôi. Thôi chấm chút xíu thôi, để thử trước đã, lỡ cay quá sao. Sao mà không cảm thấy chua hay là cay gì hết á. Sẽ thử lại lần này chấm nhiều nhiều hơn xíu ha. Mình không thấy chua mà mình cũng không thấy cay gì hết á. Hay là để mình thử như vậy đi, chấm vô ngón tay thử đi ha. Mình chấm vào đầu ngón tay mình thử đi ha. Một tí xíu muối thôi à, hơi hơi mặn mặn một chút xíu thôi à, cũng hơi hơi cay cay một chút xíu thôi, hơi chua chua. Mình thấy muối ớt này á, là không ngon bằng tương ớt rồi. Thôi để đây đi, mình lấy tương ớt ngon hơn á. Mình thấy tương ớt với chanh như vậy ngon hơn á. Thôi mình chấm tương ớt với chanh đi ha. Tương ớt với chanh ngon hơn là muối ớt. Các bạn biết không, nhà mình á, ai cũng thích ăn dâu hết á. Đằng sau vườn nhà mình á, mình cũng có trồng dâu. Con trai mình á, mê ăn dâu lắm, cho nên á, anh chàng muốn trồng dâu. Mà trồng dâu mà để phục vụ cho cả gia đình mình á, thì mình nghĩ chắc là mình phải trồng nguyên một cái farm, nguyên một cái nông trại mới đủ cho gia đình mình á. Tại vì gia đình mình á, ai cũng thích ăn dâu nhiều lắm. Mình ăn dâu hầu như mỗi ngày luôn á. Mà dâu ở đây bán á, rất rẻ, các bạn thấy không? Một hộp mình mua có 77 cent thôi à. Một dĩa như vậy nè, là hai hộp là khoảng 1 đồng rưỡi thôi. Tính ra tiền Việt Nam thì khoảng 30.000 đồng tiền Việt Nam thôi. Cho nên con trai mình trồng dâu, mình cũng để cho con trai mình trồng dâu.
Nhưng mà để thu hoạch mà để cho cả nhà mình ăn á thì mình nghĩ chắc là không đủ. Cho nên mình vẫn đi ra ngoài chợ để mà mình mua dâu. Tại vì dâu rẻ quá chừng luôn mà ăn dâu thì ngon nữa, mà có nhiều vitamin A, nhiều vitamin C. Ăn dâu á thì hôm nay mình ăn dâu chung với tương ớt, với chanh. Mà nói với tương ớt á thì để mình chia sẻ với các bạn điều này một chút xíu. Mình không phải là quảng cáo cho hãng tương ớt này đâu nha. Hãng tương ớt này bây giờ họ nổi tiếng lắm rồi, họ không cần mình quảng cáo giùm cho họ đâu. Tương ớt này á gọi là Sriracha Chili Sauce. Tương ớt này nếu mà mình vào nhà hàng Việt Nam thì mình đều thấy mỗi một bàn đều có một chai tương ớt này với một chai tương đen. Tại vì Việt Nam mình thì nổi tiếng là có món phở, mà thường thì nhà hàng Việt Nam nào cũng có bán phở hết á. Cho nên đa số mình vào nhà hàng Việt Nam nào mình cũng đều thấy có một chai tương ớt Sriracha sauce. Mà các bạn biết không, tương ớt này bây giờ phổ biến lắm. Không chỉ riêng người Việt Nam mình dùng không đâu nha, mà người Mỹ cũng dùng nữa. Cho nên bây giờ nếu mà mình vào tiệm Mỹ á, vào chợ của Mỹ á, mình cũng thấy tương ớt luôn, bán rất nhiều. Hồi xưa thì muốn mua những món của châu Á thì mình phải vào chợ châu Á hay là mình vào chợ Việt Nam ha. Nhưng mà bây giờ như tương ớt này nè, mình vào chợ Mỹ bán nhiều lắm. Mà chưa hết đâu nha. Mình vào tiệm Subway á, là tiệm bán bánh mì á, thì ở trong tiệm Subway á họ có một loại dressing là nước sốt á, để chan trên bánh mì á, thì họ có Sriracha sauce nữa. Cho nên mình mới nói Sriracha sauce này á bây giờ rất phổ biến và rất nổi tiếng nữa. Không chỉ riêng người Việt Nam mình dùng không thôi đâu, mà người nước ngoài cũng dùng tương ớt nữa, tương ớt ăn phở đó. Mình muốn đi mua á, mình ra chợ Mỹ cũng có luôn. Cho nên mình muốn chia sẻ đến các bạn về tương ớt là điều đó, là bây giờ á không chỉ riêng người Việt Nam mình sử dụng hay là người châu Á mình không thôi, mà người Mỹ cũng sử dụng nữa. Rồi bây giờ mình ăn tiếp tục nha. Mình lại chấm với tương ớt nè, với lại chanh nữa nè. Ngon. Chấm vào một miếng á, chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Ngon quá à. Mình vừa ăn dâu, mình vừa nhìn cái bình hoa này. Bình hoa này á là ông xã mình mua, mua cái bó hoa không thôi. Cái bình nó là ở nhà mình có sẵn rồi. Thì bình hoa này cũng mấy ngày rồi, các bạn thấy là có một cái hoa nó rụng ở đây rồi nè. Đó. Hoa này là hoa lily nè. Rụng ở đây rồi nè. Đây nè, cái nhánh này nè. Nhánh này nè có một cái này ha, hai cái này ha, còn cái này nè là rụng mất tiêu rồi nè. Đó, rụng cái hoa mất rồi nè. Để mình quay gần lại các bạn xem ha. Đây mình có hoa cẩm chướng nè. Rồi hoa này màu tím tím, hoa gì mình cũng không biết nữa. Rồi hoa này hoa gì mình cũng không biết luôn. Đây một cái cẩm chướng nữa nè ha. Rồi hoa màu vàng vàng này là hoa gì mình cũng không biết luôn. Còn hoa màu vàng này á gọi là lily, mà tiếng Việt Nam gọi là gì mình cũng không biết nữa. Hoa này thì giống hoa cúc ha, nhìn giống như là hoa cúc rũ á, mà màu tím thì có hoa tím nè, hoa vàng nè, hoa trắng nè, hoa màu hồng hồng tím tím này nè, rồi hoa này cũng hồng hồng tím tím luôn, rồi hoa cẩm chướng màu hồng nè, rồi hoa lily màu vàng nè. Vậy đố các bạn nha, trong nguyên một bình hoa này thì hoa nào là hoa mình thích nhất? Thì đó, trong cái bình hoa này ha thì có hoa cúc trắng nè, hoa cúc màu tím tím nè, hoa này nữa nè, hoa cúc trắng nè, hoa này màu tím nè, hoa này màu vàng nè,
hoa lily màu vàng nè, rồi có hoa cẩm chướng màu hồng nè. Đó, vậy đố các bạn trong nguyên một bình hoa này, hoa nào là hoa mình thích nhất? Hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn khám phá mới của mình là ăn dâu tây với tương ớt và chanh nè. Tương ớt thì hơi cay cay, chanh thì hơi chua chua, dâu thì ngọt ngọt. Cho nên khi cắn vào một miếng thì vừa chua, vừa cay, vừa ngọt. Ngon lắm, các bạn ăn thử ha. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nhé. Bye!